Nam Mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet qua bao talk Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ theo giờ mùa hè. Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học tương ưng bộ, Samyut Tanikaya, bài 1, không có giải thoát thì tu làm gì? Kinh Alavika, Alavika Xuất Tăng, chương 5 tương ưng tỷ kheo ni. Do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình và sẽ được Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh Từ Bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thaya, và con kính dâng Mít Đánh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tích thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn vị đang nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thaya. Bài học hôm nay, môn tương ưng bộ Samyutta Nikaya, bài 1, không có giải thoát thì tu làm gì? Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thaya. Kính bạch chư công đức, kính thưa quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua chương thứ 5, tương ương tỳ kheo ni, bắt đầu bài kinh liên quan đến các vị tỳ kheo ni. Ở đây trong bài kinh này, thưa quý vị, ngắn gọn nhưng mà chúng ta rất là dễ hiểu. Nhưng có một điều mà ở đây chúng ta cần được gợi ý, đó là cái bài kinh Sa Môn Quả. Và Đức Phật Ngài đã trả lời cái câu hỏi cho vua Acchātasattu. Vua Acchātasattu đi đến Đức Phật và bạch với Đức Thế Tôn rằng những người làm việc ở bên ngoài, làm các cái nghề nghiệp, họ được cái kết quả là có tiền lương, có vật thực,
Nhờ như vậy mà họ mới siêng năng để làm việc, để làm các cái nghề nghiệp. Thì con xin hỏi Đức Thế Tôn, đối với các vị tỳ kheo, các vị sa môn, các vị tu tập có những cái quả thiết thực như thế nào? Thì Đức Phật Ngài đã đưa ra 13 cái quả báo thiết thực cho một người xuất gia. Ở đây, nếu sự nỗ lực tu tập mà không có được cái quả chứng thiết thực nào thì cái sự nỗ lực đó nó không có giá trị. Cho nên cái sự nỗ lực chỉ có giá trị khi mà có quả chứng giác ngộ giải thoát. Thì đối với người xuất gia tu tập, phải bằng cách nào đó để nhận thức được cứu cánh của đời sống phong hạnh, tối thiểu cũng là làm sao để được hiện tại lạc trú do cái đời sống phong hạnh này. Nhờ như vậy mới có cái cuộc sống tương thích với những gì mà mình hướng tới, lấy làm mục đích. Cho nên bài kinh mặc dù ngắn gọn nhưng trong đó hàm xúc giữa ý nghĩa rất sâu sắc, rất đặc biệt. Bây giờ chúng ta hãy nghe đọc chánh kinh, rồi sau đó sẽ cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền vị giảng sư ngày thứ ba hôm nay sẽ giảng giải bài kinh này. Xin mời cô Nhật Quỳnh Nam Bộ Bích Thay. Dạ, sa thần thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỷ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô Hoàng Nguyệt cho như pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh kinh. Bài 1. Không có giải thoát thì tu làm gì? Kinh Alavika, Alavika Sut Tăng, chương 5, chương ưng, Tỳ Kheo Ni. Nỗ lực tu tập chỉ có giá trị khi có quả chứng giác ngộ giải thoát. Bằng cách nào đó, người tu cần có nhận thức về cứu cánh của đời sống phạm hạnh. Nhờ như vậy mới có cuộc sống tương thích với những gì hướng tới. Trong bài kinh này, ác ma là một chúng sanh thật. Nhưng phiền não ma cũng thường khiến tâm người tu bị chao đảo vì nghi hoặc đối với mục đích chân thực của sự tu tập. Với trí tuệ do học hỏi, giáo pháp hay do tu tập mới đủ sáng suốt để sống đời phạm việc nghi. Kinh văn: tôi được nghe như vậy. Thuở ấy Đức Thế Tôn trú ở Sa Quá Thí Kỳ Viên, ngôi già lam của ông Anathapindika. Vào buổi sáng, Tỳ Khưu Ni Alavika đắp y, cầm bình bát và y kép, đi vào Sa Quá Thí khất thực. Sau khi khất thực và thọ trai xong, vị ấy lên đường đi đến rừng Anh Thá để tịnh mặc viễn ly. Rồi ác ma muốn làm Tỳ Khưu Ni Alavika run sợ, hốt hoảng, kinh khiếp, đẩy tôn giả từ bỏ tịnh mặc viễn ly, đã nói lên kệ ngôn: đời không có xuất ly, sống viễn ly làm chi, hãy vui hưởng dục lạc, sau này chẳng tiếc chi. Tỳ Khưu Ni Alavika tự nghĩ: ai đã nói lên kệ ngôn này, người hay phi nhân? Tỳ Khưu Ni Alavika suy xét: chính ác ma muốn khiến ta run sợ, hốt hoảng, kinh khiếp để từ bỏ tình mặt viễn ly, đã nói lên kệ ngôn.
Tỳ kheo ni Alavika biết được đây là ác ma, liền nói lên kệ ngôn: có sức đạo đời, ta chứng với trí tuệ, hỡi quyến thuộc phong túng. Sao ngươi hiểu pháp ấy, khắc ái như gươm giáo, cắt quẩn như đầu đài? Ngươi gọi là dục lạc, ta gọi là bất lạc. Ác ma biết được Tỳ khu ni Alavika đã biết ta, phiền muộn và thất vọng biến mất ngay. Vậy Thích Văn Nathinis Saranang Lô Kê, không có sức ly ở đời. Kim Vi Kê Nakasi, sống viện ly làm gì? Phuchat Sukha Maratiyo, hãy vui hưởng dục lạc. Mahubhacha Nuta Finiti, để không hối hận về sau. Athinis Saranang Lô Kê, có sức ly ở đời. Banya Giá Mê Sức Phút Sĩ Tăng, ta tự thân trải nghiệm với trí tuệ. Pamattabhan Thúc Bà Mima, hỡi ác ma bà con của phong túng. Natoa Chà Nà Sĩ Tăng Banh Đăng, ngươi không hiểu pháp ấy. Sattisu Lù Bà Mà Kà Mà, dục lạc như gươm giáo. Khanh Tha Sang Atikutana, các quẩn như thất chém đầu đà. Văn To Ca Maratin Prusik, ngươi gọi đó là dục lạc. Aratik Mayhasa Apu Ahutik, ta nói đó là bất lạc. Thích nghĩa: Tỳ khưu ni Alavika là tôn giả, xề là vì công chúa con của Alavika nên được gọi là Alavika. Rừng Anh Thá hay rừng người mù Anh Đà Lâm có tên như vậy vì sau khi Đức Phật Kassapa viên tịch, một thiện nam tên Yasothara mang vàng bạc đến đây để xây một tháp thờ Xá Lợi Phật. Vị thiện nam này bị bọn cướp phục kích, cướp vàng bạc và làm mù mắt. Bọn cướp bị hiện báo nghiệp ngay sau đó đều bị mù mắt và đến nơi này sinh sống nên khu rừng có tên như vậy. Khu rừng Khasa Quathi 3 cây số về phía nam được các cấm vệ quân canh gác. Theo sớ giải từ ngữ xuất ly Nisarana, ở đây chỉ cho Niết Bàn. Theo hậu sớ giải thì trí tuệ ở đây chỉ cho tuệ giác trong các tâm đạo và tâm quả. Bài dịch do Hòa Thượng Giác Đặng dịch và biên soạn giáo trình. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà Giá và con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa để chúng được nghe rõ không? Và cảm ơn cô Quang cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu và Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tổ Minh Hạnh, Đệ Đức Tổ Trị, Đệ Đức Tuệ Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Uttang Phakawantang Apivade Miswakato Phakawata Thammo Thammang Namasa Misupatipanno Phakawato Savaka Sangho Sangkang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng do hộ đến chư tôn đức tăng của tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng đời sống tu hành của các bậc xuất gia là một đời sống khác biệt hơn người thế tục. Từ cái ăn, cái uống, cái sự sinh hoạt đó đều là có sự khác biệt hơn. Tuy cũng sống ở trong cõi của giới này, có thể nói rằng là ai cũng có thể
vào trong pháp bộ luật này. Nếu như chúng ta có đầy đủ các căn một cách căn bản, nói một cách sâu hơn thì cái sự tu hành có một cái ý chí, nó phải có một nguyện vọng, nó có một cái lý tưởng tu tập. Cái đời sống tu nó sướng nhất, mà cũng là khổ nhất, vui nhất, buồn nhất, hạnh phúc nhất cũng đau khổ nhất, cái gì cũng nhất hết. Nhưng đều ai đứng ở trên những cái biên bờ đó đều sẽ chào thua trước cuộc thua. Cái vui, cái buồn, cái khổ, cái lạc, cái vừa lòng, cái không vừa lòng, cái bất tội nguyện và cái tội nguyện, vân vân, về mọi thứ, mọi điều. Nếu như chúng ta có một cái tu học, đúng như vậy đó, phải có cái tu và cái học đó, cái học cái tu, và chúng ta dựa vào đó bền chí mà đi qua. Phải nói rằng đời tu để được mà một cái cứu cánh, nó không phải là dễ dàng. Nhưng ở một lúc đó, để an ổn, để vững bước trong cái đời sống phạm hạnh tu hành, nó không chỉ đơn giản tu qua đời chờ qua ngày. Tu có nghĩa là chỉ biết coi như là làm ba cái chuyện bâng quơ, hay là làm những cái gọi là không có chăm, không có lo gì hết. Có những vị người ta không đi về pháp học, cũng đi về pháp hành, sống rồi cứ tàn rồi cho qua ngày đoạn tháng. Thì sự thật những người đó thì chúng ta không nói, kỷ niệm tu hành cũng không có, hầu như là một cái đời sống tu thôi. Nhưng ngược lại, nếu như người mà có một cái tâm lý, có một cái sự cầu cái giải thoát, hay là cầu cái được cái kết quả tu tập, hay không được một kết quả viên mãn để giải thoát, chấm dứt sinh tử khổ đau, hay chứng các tầng thánh đạo thánh quả, nhưng người ấy có cái tâm thực sự là hướng tâm đến cái việc cộng trú, hướng tâm đến cái việc hiện hữu trong Phật Pháp để thực hiện các công đức cho mình hay là cho tha nhân, vân vân. Thì đó cũng như là một trong những ý niệm mà nó tích cực. Ác ma có sự suy nghĩ để làm luân chuyển các đệ tử Phật mà xuyên qua vị kheo ni Alawika. Thực sự ra, kính thưa quý vị, không phải tự nhiên mà ác ma lại làm mới đối với vị số này. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị, chúng ta đang làm một công việc gì đó, chúng ta đang học một công việc gì đó, nhưng có người nào tới mà chỉ cản trở, hay là khuyên chúng ta bỏ đi, khi chúng ta đừng nên làm, thì con người mình dễ bỏ cuộc lắm. Mình phải được cái sự tác động, mình phải có sự hỗ trợ, mình phải được một cái sự khuyến khích. Chứ nếu như mà chặn đường, hay hoặc là ngăn cản, hay là nói một cách, tức là nói để chúng ta bỏ việc, nói để chúng ta bỏ cái đời sống đó, hay cái cách làm việc đó, thì chắc chắn là nếu như mà không vững chắc thì chúng ta bỏ ngay, chúng ta không thể tiếp bước được. Nhưng vị tỳ kheo ni Alawika này là một vị tỳ kheo ni có cái tâm lý xuất gia, có cái tâm cầu đạo giải thoát, thì chấm dứt cái sinh tử, muốn thành tựu cái quả vị chứng đắc của mình, đúng như vậy. Cho nên vị ấy mới hiểu được tâm của ác ma, đã chặn đường và đùa giỡn như vậy.
phải nói rằng là vị tỳ kheo ni này cũng có một đại hùng đại lực hết chứ, không chỉ một chuyện bình thường. Bởi vì chúng ta biết đối với ma nó có một cái nó có một cái quy luật mà chống phá rất là ghê gớm. Nếu như họ muốn làm, mà nếu chúng ta không có vững chắc, chúng ta không có một cái tâm lý, có một trí tuệ và có một cái định cao cả, là chúng ta dễ bị gục ngã ngay. Mà trong cái đời sống tu, để thiết lập một cái đời sống tu thì nó rất là khó, nhưng để chấm dứt một đời sống tu thì rất là dễ. Chúng tôi xin nhắc lại, để thiết lập cho một đời sống tu, dầu cho hình thức xuất gia hay là tâm lý xuất gia cũng rất là khó. Nhưng khi chúng ta muốn chấm dứt nó, chúng ta muốn dừng lại, chúng ta muốn bỏ đi, thì chỉ một lời tác bạch là đã kết thúc nhanh. Nó xây lên thì nó rất là lâu, rất là khó, chứ phá thì nó rất là nhanh, bỏ thì nó rất là dễ. Đời sống viễn ly là một đời sống tu tập, đi từ đó mà ly dục, đi tham, ly phiền não. Như chúng ta thấy, có những vị tỳ kheo xuất gia, từ bỏ gia đình, từ bỏ vợ con, từ bỏ cha mẹ, từ bỏ anh em, từ bỏ quyến thuộc, từ bỏ bạn bè, để sống một mình, lặng lặng ở một cái núi, ở rừng hay là ở cái thất, hay ngay cả bây giờ cuộc sống hiện tại đi, không còn giao du với cuộc sống bên ngoài, thì đó cũng là một điều rất là mạnh mẽ, bằng một cái đại hùng đại lực rồi. Tu dễ lắm không quý vị, rất là khó mà cũng rất là dễ. Nhưng chúng ta làm sao mà kìm được chúng ta tu thì nó mới chết làm chuyện khó. Nhiều khi có một số người, người ta đi đến, người ta thấy các sư được lễ bái xá chào, được dân, được cúng, thì đứng trên cái nhìn họ thấy như vậy chắc tưởng là sướng lắm, thì cứ đi vào thử đi phía. Hồi xưa đi học đó, ở trong trường, nhìn qua nhìn lại có chúng tôi và một số thầy, với có một sư cô nữa, có ba người. Thì anh em sinh viên đó, trời, sao mà thầy Quyền sướng quá, chứ cái thầy gì đó sướng quá. Thầy đó tên thầy Thiện, thầy Minh Thiện, sướng quá, chứ một sư cô đó sướng, họ không có bận biểu cái gì mà được cái điều kiện đi học. Thế chúng tôi mới nói, ở trong lớp này 60-70 người mà chỉ có 3 người thì cũng đâu có lạ. Tại sao có 3 người? Nếu muốn sướng thì quý vị cứ đi tu đi, biết là sướng có chuyện gì đâu. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị biết, nó rất ít, nhưng để tồn tại nó lại càng ít hơn. Chúng ta không nói trên cái truyền thống xuất gia ở các nước quốc giáo, nhưng chúng ta nói trên một cái bệnh viện của Việt Nam mình thôi. Dầu cho là cái đời sống xuất gia của quý thầy, của Nam Tông, của Bắc Tông, của các sĩ luôn, chúng ta nói cái chung đi, thì so với cái nó được hình như là 10-20 ngàn gì đó tăng ni. Nếu như chúng ta so với gần 100 triệu dân của Việt Nam thì chúng ta thấy sao? Nó tỷ lệ nó rất thấp. Thì nhìn vào những cái lễ hội thì chúng ta thấy đông đảo như vậy, nhưng sự thật ra nó cũng rất là ít so với tỷ lệ bên ngoài. Nhưng để tồn tại ở trong cái cuộc tu nó lại càng khó hơn. Thế đông như vậy thì cũng hoàn tục như là lúa ngay, ao ạt hết. Kính thưa quý vị,
để mà làm hoàn thành một cái ý niệm đúng đắn của một người đệ tử gia mà gọi là Nisarana. Theo sơ giải có nghĩa là, có nghĩa từ ngữ có ý nghĩa xuất ly, tức là rời khỏi tam giới này, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, để thành tựu niết bàn, thành tựu thánh đạo, thánh quả, thánh tời. Thì không phải một chuyện đơn giản. Cho nên tại sao ý nghĩa xuất ly, cái sự xuất đi đó có nghĩa là cái sự cắt đứt sanh hữu của dục giới, của sắc giới và của vô sắc giới. Thì cái này chỉ là đúng như vậy, cái trí tuệ, cái tự giác ở trong tâm đạo, tâm quả của các bậc thánh hữu học và thành tựu cuối cùng là bậc thánh vô học, chứ không phải là một chuyện bình thường được. Quý vị biết, tu thì cũng được khen thì cũng bị chê, được tán thán thì cũng được mà thì cũng bị mạ lị bằng những lời nói, bằng những hành động, bằng những ánh mắt, vân vân. Tất cả những cái gì cũng có. Người ta đặt điều đặt chuyện, người ta đưa thì cũng khen, người ta chê, vân vân. Bởi vì nếu như chúng ta không vững vững chắc là chúng ta dễ bị chầu thua. Sự thật mà nói, đối với ác ma, chúng ta thấy ác ma đó, nó lựa những cái người đụng, vô tình gặp phải những người hùng tâm dũng khí. Chứ sự thật ra cái tâm mình đừng nghĩ rằng mình cái gì nó cũng ma khảo, ma khảo. Cái ma phiền não nó khảo là chứ ác ma không có rảnh mình đi khảo chúng ta. Bởi vì chúng ta phải xét lại tâm của chúng ta có đủ cái tâm để mà có một dũng mãnh, có một cái tâm mãnh liệt để mà chúng ta cầu cái đạo giải thoát chưa, hay là chúng ta làm một chút gì đó cái chúng ta bệnh cớ thôi bị ma nó khảo, ma nó chặn đường chứ mình làm không được, thì đó chính là một sự che giấu, chứ không phải là ma nó tấn công chúng ta đâu. Có đâu, khó lắm. Bởi vì sao? Một cái hùng tâm dũng khí của chúng ta và cái tâm lý xuất gia của chúng ta và cái trí nguyện và trí tuệ của chúng ta nó kém lắm. Ác ma chỉ lừa những người mà hùng tâm dũng khí, sống thật với sống đúng và sống thật với con đường của và lời dạy của Đức Phật tại con đường của Đức Phật đã đi qua. Các vị đó có cái tâm dũng mãnh, có cái đại hùng, đại lực, đại tâm để mà chúng ta tiến bước, để mà chúng ta thực hiện. Chứ phải nói rằng là rất là khó. Tại sao nói khó? Bởi vì ở đây, nếu như chúng ta tu, chúng ta chỉ tu tà tà hay tu tàn tàn thì nó rất là dễ. Nhưng nếu mà tu bằng một cái tâm để chúng ta phụng sự tam bảo, nó đúng ý nghĩa của phụng sự tam bảo, bằng cái giá trị tu tập, kết quả chính là cái sự thanh tịnh, cái sự tốt đẹp. Đối với cái người xuất gia phải thường xuyên quán tưởng hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế, nhiệm vụ nào của sơ môn ta phải làm cho tròn, sự nuôi mạng của ta ở kẻ khác ai nhau mới cấp bô ca ni ta làm sao cho người cúng dường là chúng ta mang tới cho ta một cách căn bản tốt đẹp xứng đáng. Người tu cần phải có một cái tâm hướng cầu, có cái tâm suy nghĩ đến cái gì, suy nghiệp, suy quán về nghiệp của mình. Ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành được vui, gây dữ thì chịu khổ. Người tu phải biết gìn giữ, biết được cái thời gian quý trọng. Cái thâm phu tất mê đó tính đi qua, quý tí bất tình tí, ngày nó đêm nó qua mau lẹ. Ta làm được cái việc gì ở trong cuộc sống tu hành của mình? Ta có thật sự chê trách
thẩm nghiệm về ta, ta đầy đủ giới chăng, ta được tốt đẹp chăng. Khi giờ phút cuối cùng các bạc đồng phẩm hạnh đến, đến hỏi ta, đến thăm viếng ta, mà ta không thấy, không cảm thấy hổ thẹn. Khi chúng ta bị khuyết về giới, khi chúng ta bị khuyết về định, khi chúng ta bị khuyết về tuệ, hay là chúng ta bị khuyết về trí kiến, chúng ta thiếu cái hùng tâm dũng khí để mà chúng ta nghe và chúng ta thực hành theo lời dạy của Phật. Quả thật trong cuộc đời, cái đời tôi sống tu thời xưa của Đức Phật á, là một đời sống nó vân du từ nơi này nơi kia. Hôm nay ở làng này, ngày mai ở làng kia. Hôm nay ở xứ này, ngày mai ở xứ nọ. Nó không có một cái sự định vị như ngày hôm nay. Như ngày hôm nay thì có sự định vị đi vào chùa và là biết chỗ của các sư thầy tu hành, các cô sư cô tu hành. Nhìn thấy những cái bối cảnh như vậy mà chúng ta biết đó, nơi đó là sự sinh hoạt của sự tu tập. Nhưng sự thật ra cái hình thức á, nó không là một chuyện để ác ma chú ý. Nhưng cái tâm lý xuất gia của một vị ác ma sẽ cần quan tâm hơn. Bởi vì nó họ tu bình thường á, thì cái nó không là một chuyện không chỉ nói. Nhưng người nào có sự cố gắng, người nào có một sự quyết tâm, người nào có một sự đặt hết cái niềm tin, cái hy vọng, đặt hết một cái sự cố gắng của chính họ nhằm mục đích để thành tựu các pháp thượng nhân, thì những người này mới có thể bị cản đạn, mới có thể bị phiền não ma hay bị chính ác ma dự phần để mà họ cản trở. Vì vậy cho nên chúng ta đừng bao giờ mà nhân danh công lý, đừng bao giờ mà chúng ta cứ cho rằng chúng ta cứ tu lơ mơ, chúng ta làm những công đức thiện sự có một chút ít rồi nó do một cái vô tình, nó có một sự cản trở gì đó mà chúng ta tự chúng ta cho là chúng ta đã bị khảo. Không dễ dàng, mà nó cũng không có rảnh rang gì đối với ác ma. Họ cũng không có rảnh rang để mà quậy phá ta đâu. Nó tìm những cái cách khác hơn. Cái đời sống tu đơn giản, nhẹ nhàng, ly tham, đã rời bỏ một cái gia đình là nơi quần tụ, gom góp nhiều cái số lượng người là bà con, là quyến thuộc, vân vân. Vì chúng ta tu, chúng ta bỏ hết. Tại sao nó bỏ hết? Bởi vì tu vào thì gặp cha gặp mẹ, cũng như là gặp cái gì, chỉ là gặp một Phật tử, nam Phật tử, nữ Phật tử, chứ phải tu vào đó là cha mình, đó là mẹ mình. Rồi mình từ cái sinh hoạt, từ cái lời nói, mình xem như mình là một người thế tục cũng đúng, hay là một người con cũng không đúng. Bởi đó chính là cái gì, họ đã đi vào, như chúng ta biết cái đó là những người đệ tử, là những người đệ tử thọ giới thủ giáo trong pháp và luật của Phật, thì chính là những người đệ tử đúng đắn, hay là đệ tử bằng cách tức là xuyên qua cái từ ngữ. Nhưng cái kết quả tu tập đó mới là một vấn đề. Bây giờ họ không chứng đạo, không chứng quả, không chứng các tầng thiền, vậy thì người tu có phải là công phu uống lũ một đời ai hay không? Quả thật cũng không nên nói như vậy. Ở trong cuộc đời này, cái gì cũng từ ít cho mới tới nhiều, tích thiểu nó mới thành đa. Gom góp rồi thành tựu, gom góp các cái ba la mật độ để chúng ta làm hành trang cho tiến trình sanh tử, để chúng ta có thể thắp lên cái ngọn đuốc trí tuệ giác ngộ, thắp lên cái ngọn đuốc của tri kiến, thắp lên ngọn đuốc của nhân quả, vân vân, để từ đó mà họ tiến tu. Chứ không phải là
thắp lên cái sự suy nghĩ đòi rằng muốn rằng mình tu mình sẽ được làm ông này bà kia, thì quả thật tu không có làm ông nào hết. Cái người tu được Đức Phật ngài thiết lập là một cái giá trị cho những người có cái tâm, và nhất là những người có biết yêu thương cái gì, yêu thương cái sự hiện hữu của mình, và từ cái yêu thương cái hiện hữu của chính mình mà chúng ta làm các công đức. Cái chỗ này chỗ hay như vậy đó, bởi vì họ công đức gì, nếu chúng ta học pháp học thì chúng ta cũng có cái phước duyên trí tuệ với pháp học, chúng ta có học, chúng ta thực hành pháp hành ít nhiều thì cũng có duyên với pháp hành, tuy chúng ta chưa chứng đắc, chúng ta phải nhớ như vậy. Chứ không phải là thí dụ như tu cả đời là không chứng không đắc gì hết trơn gì, họ là uổng phí à. Chứ cái điều này chúng ta đừng có đại ngôn như vậy. Tất cả chúng ta là những người phàm phu, nếu như có cái tâm để mà thực sự muốn giải thoát sanh tử thì chúng ta, những việc làm của chúng ta đây là gây cái nhân tác động để nó câu sanh, để nó tương ưng cho chính chúng ta trong cái đời sống tu của mình. Ít nhất vì ấy, tâm vị ấy cũng đỡ phải bám biếu, đỡ phải có những cái sự bực bội, những cái sự khó chịu, hay có những sự sân độc ở trong lòng khởi lên, tham độc ở trong lòng khởi lên, các pháp nội phần nó xuất hiện. Một khi các nội phần xuất hiện mà chúng ta không có vững tâm, không có vững chắc, như là vị tỳ kheo ni A La Quý Ca này, thì chắc chắn chúng ta chết. Khi ác ma suy nghĩ như vậy, nói lên cho vị tỳ kheo ni này như vậy, để vị tỳ kheo ni này có thể là buồn bã, có thể là chán chường, rời bỏ cuộc tu ngay. Chính ác ma đã khuyến khích cái dục, nó có vị ngọt, hãy hưởng đi vị ngọt, chứ đừng tu, rốt cuộc nó không chứng đắc được một cái điều gì. Nhưng vị này biết đó chính là ác ma. Ác ma coi dục là mê thích, nhưng đối với cái vị tỳ kheo ni A La Quý Ca này, vị ấy tức là đau khổ. Những cái gì mà của đời sống thế tục, những gì của đời sống của sanh tử khổ đau, nó đều là một cái hệ lụy mang tới cho chính họ những cái phiền đau, những cái sự rắc rối. Một bên bờ là câu thúc buông chấp, một bên bờ nhẹ nhàng xử lý theo tình huống, thì họ được vượt thoát ra khỏi một cái sự bao vây, nó bao quanh của các dục. Chúng ta nhớ như hồi xưa đó, khi mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vừa trốn ra khỏi thành, ác ma chạy theo, hãy dừng lại Sĩ Đạt Ta, ít ngày nữa ngươi sẽ làm chuyển luân thánh vương. Nhưng Đức Bồ Tát nghe như vậy mà kinh hãi, chạy thật nhanh để tránh cái sự cản trở của ác ma. Hay nhớ cái tích từng thân Bồ Tát Mê Tý Giá, ngài được chọn lựa là một trong những người kế thừa cái ngai vị đó, nhưng Bồ Tát Tê Mê Giá lại nhìn thấy những cái gì của cuộc đời này mà nó vật chất, ngài đều cảm thấy kinh hãi. Cho nên chúng ta thấy nó rất là lạ, tại sao như vậy? Đức Bồ Tát nhìn cái nhìn của vật chất cảm thấy kinh hãi, cũng như tỳ kheo ni A La Quý Ca này biết được đây là lời dụ dỗ, đây là lời phá đám của ác ma, cho nên ngài trả lời: các ngươi thích nhưng ta không thích.
chúng ta không thể nào bắt buộc người ta. Mỗi nơi, mỗi xứ, mỗi con người, mỗi tâm tánh khác nhau. Vì vậy cho nên, cái mà ác ma thích, người đệ tử, người con Phật sẽ cảm thấy rất là sợ hãi. Tại sao sự sợ hãi đó? Tại sao cái sự khác nhau đó? Bởi chính gì? Chỉ có ác ma mới làm như vậy. Chứ còn ác ma mới dẫn đường, mới là cản trở. Cho nên khi mà nói ra thì đời không có sức ly, sống uyển ly làm chi, đời vui hưởng dục lạc, sau này có tiếc, sau này chẳng tiếc chi. Thì vị tỳ kheo ni này mới đáp lại, có sức ly ở đời, ta chứng với trí tuệ, ở quyến thuộc phóng túng. Sao ngươi hiểu pháp ấy, các ấy như gươm giáo, các quẩn như đầu đài, gọi là dục lạc, ta gọi là bất lạc. Cái khổ của khổ đau của sanh tử triền miên, cái khổ đau của cái sắc thọ tưởng hành thức này, một đống một khối một sắc này, của sắc, của thọ, của danh pháp, của sắc pháp này, rồi nó phải khổ đau, rồi nó phải tàn phai, rồi nó phải kết thúc. Chúng ta đang luôn luôn gọi là xây dựng hay tôn tạo hay là kích mầm cho những tham ái khởi sanh. Chứ sự thật ra, đối với cái nhìn người trí, ba cái chuyện mà vợ, qua cái chuyện mà vàng phú báo ngọc ngà, vợ chồng, vợ sinh, con sinh, rồi chúng ta làm được cái điều này, chúng ta có cái điều kia, thì đó chính là những cái sợi dây trói buộc. Rau lát đó cũng vậy, chính là cái sợi dây trói buộc đó. Thì tại sao mà Đức Bồ Tát Ngài có cái đại hùng, đại lực, đại tâm, đại từ như vậy, cũng như vị tỳ kheo Alambika này, Ngài cũng có cái tâm, đón nhận cái tâm ác ma, và vị ấy từ chối và nói thẳng: ta sống cái đời sống có trí tuệ, đời sống của chúng ta, đời sống có sự xuất đi, mà ta thành tựu với cái trí tuệ. Ở quyến thuộc của ác ma hay là những người quen ác ma kia, tại sao ngươi không hiểu, mà ngươi chỉ đi suy nghĩ cái chuyện của ngươi được thành tựu. Cái điều này ít nhất vì thì cái Alavi này đi tìm cái chỗ thanh tịnh, bởi vì tâm thích nghi với cái gì, với hội chúng. Tâm không có thích nghi với hội chúng mà vì có cái hướng tâm, chỉ hướng tâm tu tập. Cho nên tìm lấy cái đường anh tha đó, để xuất ly. Thì đây là cơ tánh của con người. Có một số người chạy theo cái dục vọng, chạy theo cái lời hay tiếng ngọt, chạy theo cái dục tầm cầu, dục nó làm tăng trưởng. Thì khi mà như vậy thì tất cả toàn bộ khổ đau nó sẽ xuất hiện. Chúng ta dễ dàng, chúng ta ngã dưới chân, hay là vì cái sự thu phục, vì cái sự giúp phục của ác ma. Chứ Phật tử chúng ta nhớ, hãy xét kỹ lại, chúng ta làm bao nhiêu công đức, và chúng ta đã thực hiện được, và chúng ta học bao nhiêu lần, và chúng ta được hiểu được bao nhiêu. Thì từ chỗ đó, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần phải có một cái sự đào sâu hơn nữa. Chúng ta cần phải có một cái sự tinh cần, chuyên cần, tinh cần, tinh tấn. Thì cái đời sống của chúng ta, nó mới có thể khởi sanh được. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ một cách bình thường, chỉ nghĩ một cách đơn giản, để rồi chúng ta cho rằng là chúng ta thành tựu qua được, chắc đâu, rất là khó khăn. Nhưng khó hay là dễ gì, điều do mình biết cái sự phòng hộ tâm. Thời xưa có một vị tỳ kheo gì học và thọ trì quá nhiều học giới, vì ấy khiếp đảm và vì ấy sợ hãi, vì ấy muốn hoàn tục. Khi đi đến gặp Phật thì Phật cứ nói rồi, ta không cho như nhiều cái giới điều, hay là không phải dạy, không phải bắt ngươi phải làm như thế này thế kia. Thì Đức Phật này chỉ dạy cho cái vị tỳ kheo muốn hoàn tục này, hãy chỉnh sửa, hãy tu tập,
để vượt qua với cái tâm ác của mình. Khi tâm được thanh tịnh, khi tâm được trong sạch, khi tâm được tốt đẹp, đúng chính là thiện tâm. Chỉ giữ làm cho tâm, giữ tâm thanh tịnh thôi. Thì nếu như tâm được tịnh thì không có phiền não sanh, không có tham tà kiến ngã mạn, không có sanh sân tật lận hối, không có vô tạp vô úy phóng dật nó chạy theo ta. Cho nên ta vẫn vững vàng, ta vững tâm và ta tiến bước. Cũng như trong cái đời sống của người đệ tử, của người Phật tử, khi chúng ta đi chùa hay khi chúng ta học Phật pháp mà bị người này cản, người kia cản, thì chúng ta cố gắng, chúng ta phải vượt qua như là một cái sự cản trở. Chứ còn nếu như thôi kệ, ta cản mình thì thôi, chồng cản vợ, vợ cản chồng, hay cha mẹ cản con cái cản cha mẹ, vân vân, mà chúng ta chạy, chúng ta xuôi chiều mát mái thì nó rất là dễ. Nhưng chúng ta phải có một sự khẳng khái, phải xác định lập trường của mình một cách vững vàng. Thì như vậy đó, thì cái đời sống tu nó cần, chứ không phải đợi nhắc tới chúng ta là chúng ta mới làm, để khen bảo chúng ta là chúng ta mới thích thú để chúng ta thực hiện. Thì cái điều rất là uổng tiếc. Khi tu hành được người ta khen hay người ta chê, người ta bỏ bê tất cả mọi gì thứ, mà tâm của mình nó quân bình, và cũng đừng có sợ hãi quá nhiều thứ mà mình thọ trì, những thứ mà mình nghe. Cũng như hôm bây giờ cũng bị học rồi, sau càng ngày rồi thấy học càng nhiều mà mình lại chưa nắm được nhiều, thì kính thưa quý vị, cứ văn ôn võ luyện, cứ từng bước, mà kết quả của ba la mật, kết quả của bồ đề, nó cũng phải là do tâm của mình có một sự chủ trì. Cái tâm của mình phải có một cái sự hướng dẫn, chứ không phải là tự nhiên mà để như vậy cái tâm tu nó xuất hiện cũng có đâu. Cái tâm hiền, tâm lành, cái tâm thiện nó xuất hiện có, và chính chúng ta phải liên kết, chúng ta phải có một cái sự tu trì, có một sự hộ pháp. Cái tâm của mình được như vậy đó thì nó sẽ tích cực. Nếu như chúng ta bị một người đó cản trở thì trước ít nhất chúng ta dừng lại một chút xíu, rồi chúng ta tìm cách khác để họ không phải phiền lòng, để họ không phải bực bội, không phải khó chịu. Thì cái nhân lành mà chúng ta đang tạo đó mà bị cản trở đó, họ cản không, chúng ta phải quyết tâm thực hiện, chúng ta phải quyết tâm học được Phật pháp cho thật là hay, quyết tâm học được Phật pháp, hiểu được Phật pháp thật là tốt. Vừa rồi cách đây một thời gian cũng gặp một người Phật tử ở phương xa, họ có đi vào room, họ nghe, họ kể lại cho nghe, tức là gia đình chồng của họ đó không có thích cho họ nghe pháp hay là cho họ ý niệm tu tập gì cả. Mà cô này thì cô rất là mến pháp, và đặc biệt xưa tới giờ thì cô nghe nhiều cái sự giảng dạy đi theo nhiều cái đạo tràng này đạo tràng đó, nhưng cuối cùng thì cô nghe được ở trên room, và cô tay vào của tôi nghe, và cô ta rất là quan hỷ. Thì bây giờ biết rồi, cô nói là cũng rất quan hỷ. Cô ta cương quyết chuyện của chồng, chuyện của gia đình là chuyện của gia đình, nhưng xong chuyện của gia đình rồi, cô ta có cái chuyện của cô ta được tự do, và khẳng định với chồng của mình như vậy, giữ một cái ý chí, cái nguyện vọng của mình như vậy. Thì đây là một điều rất là đẹp, rất là tốt, tôi cũng tán thán cho đó. Chứ không phải vì một cái chuyện là bị chồng hay là vợ gì cản ngăn một chút xíu rồi lo lắng sợ sệt. Mình làm cái việc đó, mình phải làm cho nó khéo, và mình làm một cách liên tục, mình làm một cách tức là không cần phải sợ hãi gì, riết rồi ông chồng cũng nói gì luôn thì thôi kệ.
Chứ còn cái gì mà làm mà chúng ta cũng né, cũng sợ trên, sợ buồn, sợ phiền rồi, thì cái điều, có một điều mà chúng ta không sợ đó là cái gì? Chúng ta không sợ và chúng ta không thương mình. Chúng ta không sợ đối với cái nhân quả, chúng ta không sợ đối với cái tam bảo. Chúng ta phải biết kính Phật chứ. Và rốt cuộc rồi nói cái miệng thì anh nói, con kính Phật, con thương Phật, nhưng sự thật ra chỉ có một cái điều thôi. Cứ làm bình thường đi, mình đâu có lỗi lầm gì. Nhưng điều gì sợ, sợ người ta buồn mà bỏ. Thì sự thật, cái niềm tin đó, cái giá trị của nó thua chồng mình, nó thua vợ mình, nó thua con mình, nó thua cha mẹ mình. Cũng rốt cuộc chúng ta đã đi thật là sai, xa và thật là sai. Thật là sai và thật là xa. Cái việc mà chúng ta học Phật Pháp, cái việc mà chúng ta tu bằng cách tức là những cái ngày giờ nhất định căn bản, đâu có làm cái gì sai quấy, đâu có làm cái gì mà nó mất cái nhân cách, hay là đâu có làm cái gì mà tổn hại. Đó là chúng tôi nói trong cái đời sống của cái người cư sĩ đó. Chúng ta biết tôn trọng niềm, chúng ta biết quý trọng cái niềm tin, biết tôn trọng, biết kính lễ tam bảo. Thôi im ru mà lo lắng sợ sệt thì như vậy thì chúng ta, cái đời sống chúng ta không có trí tuệ để chúng ta tự quyết cái cuộc đời mình. Thì khi chúng ta cô đã nói như vậy thì phải nói cái tâm mình rất là quan hệ, cũng còn đó những cái tâm hồn, cũng còn đó những cái tâm tính tu mà nó mang tính tích cực, chứ không phải là xu hướng, không phải là chỉ nghe. Thì những cái này nó, những cái đó ngăn cản, mà ngăn cản không được, chứ đừng nói chi mà phê phán hay là chê bai gì. Nó không làm xao động cái tâm hồn của những người đó biết gìn giữ cái niềm tin, có đầy đủ trí tuệ để suy xét cái việc mình làm đúng đắn. Và đó chính là chúng ta nuôi dưỡng pháp độ, nuôi dưỡng cái ý niệm tu tập, nuôi dưỡng cái ý niệm trí tuệ để theo Phật Pháp. Cái đó thật chứ đúng không? Cũng về cái đời sống tu. Vậy chứ bây giờ mình tu cả đời rồi được cái gì? Xin xác định trước, đó cũng chính là đời sống cả đời, người ấy chưa thành tựu sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, hay là sơ nhị tam tứ thiền. Nhưng cuối cùng đời sống của vị đó cũng còn một chiếc y bên mình. Khoan hay nói tốt hay xấu gì hết, cũng là xa thú lần thai. Ba bốn chục năm, năm sáu chục năm, sáu bảy chục năm ở trong đạo, thì không nhiều lần tốt đẹp thì cũng ít là cổ, thì cũng được khá tốt đẹp, mà không được khá tốt đẹp thì cũng được tốt đẹp. Thì chúng ta phải nói bằng một giá trị tích cực như vậy. Còn dĩ nhiên những người mà coi như núp dưới cái sự tu hành đó để làm những cái việc gì đó mà nó không đúng đắn, thì cái đó nhân quả của các vị đó. Đôi khi không còn nhiều các cái vị tôn túc, nhiều khi chúng tôi huynh đệ suy đi nghĩ lại, thế không còn bao nhiêu. Như vậy là đảnh lễ, như vậy là chấp tay được, bởi vì còn người để cho chúng ta cũng có một bóng mát, còn người để cho chúng ta cũng còn một cái chân đặt để một cái bóng để che chở. Chúng Phật tử phải suy nghĩ như vậy đó. Chứ còn dĩ nhiên
để mà đúng trên tinh thần mà của ác ma mà điều khiển nói cho Tỳ Kheo Ni A La Quý Ca mà ngài đã trả lời một cách khẳng khái lại cho ác ma, cũng như một con đường tốt đẹp của ác ma, đó chính là một con đường dục lạc, một con đường dẫy đầy cái sự tham ái, cái sự sân hận, cái sự chấp ngã chấp hữu. Nhưng con đường của người đệ tử tu hành là con người phải biết, là con đường phải biết buông bỏ, con đường phải biết vượt thoát, là con đường thành tựu, để tu tập để được thành tựu cái sự an lạc ở hôm nay cũng như ở kiếp sống tương lai. Thì như vậy chúng ta đã được rồi, thì chúng tôi nói như vậy đó. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là nó rất là khó, nhưng điều thà có còn hơn không. Bởi vì ngày nào hình bóng y vàng cái đời sống tu hành nó còn hiện hữu ở trên cuộc đời, thì ngày đó cũng là lợi lạc, ngày đó cũng là cho nhân thiên, cho cuộc đời này. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày qua cái bài kinh hôm nay là như vậy. Chắc chắn rằng sẽ còn nhiều cái sự bổ túc và nhiều cái sự thiếu sót. Kính ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng quý ngài bổ túc, quý ngài chỉ dạy để được sáng tỏ, để được rộng mở hơn nữa. Và mong tất cả quý vị quan nghỉ để xin chấm dứt thời gian thuyết nơi đây. Trước khi dứt lời, kính dân Phật Phú Lành được trở thành tư tại Thiên Lương các vị chư Thiên Vị Chánh Pháp. Kính chia phước đến các vị ông Bích Đa Tu La, các vị chư thần chư thiên, chân linh nhất linh ký linh ở chủ Đức Chủ Ấn Nghiêm, xin tất cả được an lạc, được tấn hóa, và mong tất cả quý vị luôn luôn được tu hành tinh tấn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Sa thủ ký trừng thư tòa tư quyền với pháp thoại vừa rồi. Bạch Hòa Thượng Đại Sư, không biết Hòa Thượng có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Tề Siêu đang ở trước máy, kính thỉnh Hòa Thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Quý Phật tử có thấy Hòa Thượng Tề Siêu không? Dạ, xin hỏi rồi, quý Phật tử có thấy Hòa Thượng Tề Siêu đưa tay không? Thưa vị, dường như là Hòa Thượng Tề Siêu không nghe được. Chúng tôi xin được nói đôi điều, rồi khi nào Hòa Thượng Tề Siêu hay là chư vị giảng sư khác vào trụ lớp thì chúng ta sẽ tỉnh, bởi vì để thương tòa tôi quyền nghị một chút. Thưa vị, nếu chúng ta nhìn vào trong đời sống hàng ngày đó, thì thông thường chúng ta có những cái ghiền, những cái nghiện, và cái nghiện đó trở thành một cái vấn đề rất là to lớn nếu chúng ta không có cái đó. Nhưng mà với một người mà không có ghiền, không có nghiện như vậy đó, thì không hoàn toàn, rất là thoải mái khi không có những thứ đó. Lấy ví dụ như là có những người không cần sa ma túy, do không cần sa ma túy do đó có được cần sa ma túy, họ cảm thấy đời sống là bình thường, thậm chí rất là thăng hoa, rất là hưng phấn. Nhưng mà khi không có cần sa ma túy đó, thì cái cơn nghiện nó lại hành hạ chính họ. Cái thế giới của những người nghiện cần sa ma túy cũng giống như tương tự như chúng ta là chúng sinh trong đời chưa đắc đạo chứng quả, mà chúng ta có cái nghiện đối với sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc. Thì thưa quý vị, trong cái quá trình cai nghiện đó, như ở bên Mỹ người ta có những cái trung tâm giúp cho người ta cai rượu, cai cần sa ma túy. Những trung tâm này
ví dụ như cái trung tâm Betty Ford là một trong trung tâm rất là nổi mà giúp để trị cái bệnh gọi là nghiện rượu, thì người ta có tổ chức hẳn một cái nếp sinh hoạt, mà nếp sinh hoạt này giúp cho những người nghiện rượu vào trong đó đó, họ có đủ cái nghị lực để bớt lệ thuộc vào rượu, và dần dà đó họ độc lập, họ không cần phải dựa vào rượu nữa để mà có cuộc sống bình thường. Thì cái sự tách biệt từ từ đó, nó được ví dụ như là sự viễn ly, đời sống viễn ly. Và một khi mà người này hoàn toàn không có bị chi phối bởi cơn nghiện nữa và cảm thấy không có hứng thú gì với việc uống rượu nữa, thì ở đây gọi là đời sống xuất ly. Thì giữa cái xuất ly và cái viễn ly đó, nó phải có một cái sự tương ứng với nhau. Tức là để có được cái sự xuất ly thì người ta phải tập xa nó. Và giai đoạn đầu tập xa rất là khó. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, ở trong gia đình có việc này, thưa quý vị, là gia đình chúng tôi tương đối là có đông con. Thân phụ và thân mẫu chúng tôi có tất cả là 8 người con, mà có một người mất ở trong chiến tranh và còn lại là 7 người. Và sau chúng tôi đó thì còn có 3 người em trai và 1 người em gái. Và chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó thì rất là tội nghiệp mẹ, làm lụng rất là nhiều, lo lắng con rất là nhiều. Có con thì phải nuôi con bằng cái sữa của mình, nhưng mà rồi cũng phải cho con bú sữa hoài được. Mà con nào đó khi mà con có thể ăn được thì phải làm sao cho con dứt sữa. Và cái này là cái mà chúng tôi nhớ hồi nhỏ thôi, là thân mẫu chúng tôi đó phải thoa vào ngực một cái loại dầu, dầu xanh hay dầu gì đó. Khi mà các em mà bú sữa thì nó cay, và lâu này thì nó không có thích nữa. Vài ngày sau không thích. Nhưng mà quả thật cái quá trình mà dứt sữa đó, nó đối với một hài nhi, đối với một em bé đó, thì nó khó khăn chứ không phải không khó khăn. Và điều này nó cũng tương tự như trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta quen sống với sở y, chúng ta quen sống với cái lệ thuộc. Mình sống thì cái niềm vui, hạnh phúc của mình nó dựa vào những người thân chung quanh, dựa vào sự hưởng thụ dục lạc của sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sụp lạc. Dựa vào những cái quan niệm về chính kiến, về chính trị, về xã hội, văn hóa, vân vân. Một khi mà chúng ta sống trong cái thế giới dục lạc, sống trong thế giới sở y, mà bắt đầu chúng ta tập một đời sống gọi là viễn ly, thì chắc chắn trong giai đoạn đầu nó có rất nhiều xáo trộn. Cái xáo trộn này mỗi người có trải qua rồi mới hiểu được là cái sự xáo trộn chi phối chúng ta như thế nào. Chúng tôi nhớ là lần đầu tiên chúng tôi qua chùa Ngãi Chanh Sa với một vị sư người Canada tên Sona, thì khoảng chừng một tháng rưỡi sau thì chúng tôi được cái duyên là đi cùng với tất cả chư tăng trong chùa đi đầu đà. Đầu đà này có tất cả như là hướng dẫn để sống một mình ở trong rừng. Thật sự mà nói thì lần đầu tiên được đi thì rất là hoan hỷ. Hoan hỷ lắm. Nó chú phần cũng hơi nôn nóng để mà đi. Nhưng mà thưa quý vị,
một ở trong những cái nguyên tắc của Thọ Đồ Đà đó là tất cả những tư cụ, tức là những hành trang, những vật dụng mình mang theo đó, nó chỉ vừa đủ để tự mình mang mà không ai giúp mình hết. Và ở bên Thái Lan có cái túi mà chúng tôi tạo gọi là túi càng khôn. Cái túi này rất là đặc biệt, nó không có đáy. Và khi mà mình lấy cái túi này thì nó cái sợi dây ở dưới đáy mình cột chung quanh cái chân bát á, thì như vậy cái túi nó có thể mang bình bát ở trong đó. Và chẳng những nó mang được bình bát mà còn mang được nhiều thứ. Nhưng mà tất cả những thứ mang theo á, nó chỉ nằm ở trong một cái giới hạn, đó là mình phải có khả năng mang vác đi, tự mình đi. Và đi ở trong rừng, đi đường rừng và không có người giúp, và đồng thời đi xa, không bao giờ ở một chỗ mà nhiều tuần lễ, ở chỗ khoảng chừng 2 tuần lễ là cái bị hướng dẫn của ngài cả, ngài phải dời qua chỗ khác, có khi 17-18 cây số đường rừng. Và khi thọ trai xong thì mỗi người phải lên được, kẻ trước người sau, không có ai mang giùm ai, không ai xách giùm ai hết. Những vị tăng ngoại quốc như là người Mỹ, người Anh thì các vị mạnh khỏe, các vị mang được nhiều. Còn chúng tôi thì người Á Châu mình thì chúng mang giới hạn. Ban đầu chúng tôi đi thì có mang theo tượng Phật, rồi rốt cuộc tượng Phật chúng tôi cũng phải gửi lại, xin gửi cúng ở làng, là tại vì lý do đó là cái tượng Phật nặng. Và sau này đó thì mình phải sử dụng những phương cách như là cái ca mà mình uống nước á, thì cũng là cái ca để mà mình múc nước mình tắm. Và cái ca đó cũng là dùng để ăn canh, khi Phật tử cúng dùng bữa trưa thì ăn cơm trong bát. Nói tóm lại là cái gì mà mình gọi là đa dụng. Đa dụng tức là chúng tôi sống bên Mỹ ít bao giờ xài tăng già lê, chỉ đắp vào để làm lễ thôi. Nhưng mà đi qua bên đó, đó thì cái tăng già lê vừa là cái tọa cụ, vừa là cái mền. Đồng thời trời mùa đông lạnh đó thì mình ngồi để mình lấy tăng già lê mình xếp, mình trùm. Buổi tối mình gấp làm tám, mình đắp ấm từ cổ xuống tới bụng mình. Nói tóm lại là mình phải học để mình sống xa, sống thiếu, sống ít. Và cái thời gian đầu nó khó chịu chứ không phải không cho khó chịu. Quý vị tưởng tượng là mình trời mưa, trời gió, chỉ có một cây dù. Và cây dù đó được bọc bởi cái mùng. Và cái mùng đó, đó nước có thể tạt vào. Và cái dù đó nó lại đủ để che mưa ở trên xuống mà không có che mưa ngang được. Và buổi tối mình nằm ngủ ở trong cái dù đó thì có cái mùng, như cái mùng như giữa rừng vậy. Những con chồn, những con này con kia. Có lần một con gấu nó đến gần chúng tôi khoảng 1 tiếng rưỡi, nó đến gần nó nhìn được. Mà một vật duy nhất mà có trong tùy thân là cái đèn pin thôi. Chúng tôi để đèn pin, chúng tôi nghĩ rằng khi nào mà gấu đến gần có thể bật đèn pin ra. Và đó là lần đầu tiên mà chúng tôi học được cái kinh nghiệm là sống biển đi một mình, sống xa một mình. Thì hồi trưa chưa đi thì mình thấy rằng rất là nôn nóng, rất là mong đi. Nhưng mà đến khi đến đó rồi thì mình thấy rằng thiếu thốn đủ điều. Dạ, thiếu thốn đủ điều. Và đặc biệt là những cái tiện nghi mình nó trở nên rất là giới hạn. Thì thứ gì, mấy đêm đầu thì chúng tôi không có ngủ được. Tụng kinh xong, ngồi thiền xong đó, thì chúng tôi nằm xuống chút xíu thì nghe những câu này con kia, nó đến nó đi chung quanh cái bụng mình. Là những loài vật thứ gì bao giờ nó có cái lãnh điện của nó. Và khi mà nó đã đến thì nó đến nó quan sát con vật nó là như vậy đó. Sau này chúng tôi mới học biết. Và nhìn ra thì mình chỉ thấy những con mắt nó sáng lên trong đêm thôi. Còn ngoài ra chúng ta không thấy cái thân của nó, nhưng mà nó đi chung quanh, mình biết là nó là con vật bốn chân. Nó đi chung quanh hết con này thì con kia cả đêm không ngủ được. Cuối cùng thì chúng tôi ngày cả đó thì ngày khuyên chúng tôi nên cắm cái lều ở bên bờ suối đó. Cái tiếng suối ban đêm nó sẽ giúp để lấn áp đi cái tiếng của những con vật đạp trên lá vàng khô. Như vậy tới đêm thứ ba, thứ tư mới ngủ được. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta muốn nói đến một sự việc như vậy. Là trong cái quá trình mà gọi là, trong cái tiến trình mà gọi là chuyển hóa, và tiến trình chuyển hóa con người chúng ta, thì một cách chuyển hóa đầu tiên là xa lìa.
sống biển ly. Chúng ta quen tham, quen sân, quen giận, quen này, quen kia, là chúng ta xa liệt. Thật sự mà nói thì thời Đức Phật còn tại thế, cái cuộc sống lý tưởng của những vị tăng sĩ là đi theo Đức Phật không có định một chỗ. Như ngày hôm nay, ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta sống ở một ngôi chùa mười mấy hai chục năm thì một rễ thế này kia rồi. Ngày hồi trước thời Đức Phật còn biết là sau mùa an cư thì Đức Phật và chư tăng lên được đi từ nơi này sang nơi khác. Cái việc mà đi rời bỏ một cái trụ xứ và đi nhiều nơi đó, nó khiến cho chúng ta không có bị vướng vấp, không có bị những cái gì mà nó thành cái nếp, mà luôn luôn sống ở trong chánh niệm. Và trong trường hợp này, một vị tỳ kheo ni, một vị thánh nhân, một vị thánh ni đi vào trong rừng, và ma thì muốn cho vị này kinh hoảng giữa trưa vắng và trưa vắng ở rừng, bỗng nhiên có một âm vang lên, một âm vang lên là ở đời không có xuất ly thì sống viễn ly làm gì, sao không hưởng dục lạc để sau này không có ân hận. Thì thưa quý vị, vị thánh ni này khi nghe như vậy là tự hỏi là đây là người hay là phi nhân. Khi bị đặt câu hỏi tức là chúng ta biết rằng cái câu hỏi đó không đến từ ma ở trong lòng và ma bên ngoài, cho vị này đặt câu hỏi là người hay phi nhân. Thì sau khi hỏi thì vị đó bằng cái thần lực vị đã biết rằng đây là phi nhân. Và vị này đã có câu trả lời như chúng ta nghe được đọc và nghe và thử tỏa từ biên giảng vậy. Chúng tôi nhắc quý vị là chúng tôi đang nói thay lời cho chư vị giảng sư. Nếu quý vị thấy Hòa Thượng Tuệ Siêu trở lại hay là chư Tôn Đức trở lại, chư Tôn Đức vào thăm dự quý vị qua kính cho chúng tôi biết. Thì thưa quý vị, một cái nguyên tắc mà sống quan trọng cuộc tu là cái khả năng thay đổi, khả năng chuyển hóa, khả năng làm cho đời sống mình tốt hơn. Nếu mình sống bao nhiêu năm ở dưới mái chùa, bao nhiêu năm mặc y, mà chính bản thân của chúng ta thì đó là điều đáng tiếc. Và một trong những bước chuyển hóa đó là làm sao cho chúng ta tách rời khỏi cái sở y, tách rời khỏi những cái lệ thuộc, tách rời những cái mà chúng ta gọi là nghiền, cái thói quen. Tách rời như vậy là tốt lắm. Ngài Chân Cha này có nói về một cái kinh nghiệm tu tập của Ngài là Ngài hay làm ngược lại cái ý của mình. Lúc nào Ngài muốn đi Bangkok thì Ngài nói không đi, mình đang muốn. Và lúc nào không muốn đi thì Ngài biểu phải đi, làm ngược lại ý của mình. Tại vì đơn giản là chúng ta cứ sống chiều theo thị dục, chúng ta cứ sống và chiều theo cái sở thích của mình, theo thói quen của mình, thì chúng ta muôn thuở vẫn là như vậy, chúng ta khó thay đổi lắm. Bởi vì những người tu tập đó, có những người thay đổi theo thời gian, thay đổi theo năm tháng, nhưng mà có những người sống trong chùa bao nhiêu năm thì cái tập khí, cái tập tính, cái thói quen nó vẫn vậy, và càng ngày nó càng tệ thêm nữa. Cái khả năng thay đổi đó nó bắt đầu từ cái nỗ lực để giữ giãn cách, hay là giữ cái khoảng cách giữa chúng ta và điều đó. Tôi cũng quen với một vị sư người Hà Lan đó. Sư này có cái tính là sư rất là thích ăn đồ ngọt. Ở bên Thái Lan thì đồ ăn nhiều lắm, ăn cơm xong ăn đồ ngọt. Nhưng mà có một lần sư thấy cái chuyện đó nó phiền não quá, do đó sư quyết định là trong một thời gian dài không ăn đồ ngọt. Bây giờ đi khất thực người ta cúng rất là nhiều, đem về thì sư không ăn, sư đem cho các vị sư. Chúng ta thấy được cái đó cũng là một
một cái cách rất là hay, là mình nghiền cái gì, nghiền cái gì, thì từ từ mình sống xa điều đó. Và trong cái lời nói của ác ma là nói rằng ở trên đời này không có sự xuất ly thì sống nghiền đi làm gì. Trong sớ giải thì nói chỉ xuất ly đó là giải thoát. Chỉ xuất ly này là điều mà chúng ta không có hiểu được đâu, rất khó hiểu. Cũng như bây giờ chúng ta nghiện cà phê, nghiện rượu, nghiện ma túy chẳng hạn, mà nghĩ đến cái mà không có cà phê, không có ma túy, không có rượu mà chúng ta hạnh phúc thì chúng ta khó tưởng tượng, khó tưởng tượng lắm. Bởi vì sao? Vì chúng ta đã quen nghiền, quen nghiện những cái gì đó. Khi mình nghiền và nghiện cái gì đó thì bảo rằng không có cái đó hạnh phúc, mình không có tin. Nhưng mà cho đến khi nào mà mình hoàn toàn không cần phải hút thuốc, không cần phải dùng cần sa ma túy mà vẫn sống bình thường, thì mình thấy à, quả là ở trên đời có sự việc liền. Sự vi ly nó có rất là có lợi lạc trong đời sống. Đó lý do tại sao ngày Phát Di Giác khi còn ở trong hoàng cung, là một vị hoàng thân, thì đi đâu cũng có người hầu hạ, đi đâu cũng có lính bảo vệ, và thường lo những cuộc tập kích, những cuộc tấn công, tại vì là nhân vật quan trọng mà. Nhưng mà rồi sau này khi mà ngài Đức Phật thầy Ca Tỳ La Vệ và ngài gặp được Đức Phật xuất gia sống trong rừng một mình, không còn có cái cảm giác lo âu sợ hãi, cảm thấy lúc nào cũng phải canh cánh bên lòng người sẽ an nguy của mình, và ngài hướng được cái đời sống viễn ly, đời sống một mình, đời sống độc cư đó, thì thỉnh thoảng ngài nói là thật là hạnh phúc, chút khi hô biết thật là an lạc. Đó là cái hạnh phúc theo kiểu bình thường. Nhưng nói đến Niết Bàn còn khó hơn nữa. Cũng như những người mà sống ở trong sự tranh giành đoạt lợi hơn thua đó, thì họ thấy cái sự cạnh tranh đó là niềm vui, được thắng là cái niềm vui. Đừng nói chi sự cạnh tranh, ngay cả mình thích thể thao. Tại sao mình thích thể thao? Tại trong thể thao có sự tranh đua, trong thể thao có sự hơn thua. Cái cảm giác mà bên này hơn bên kia, cái cảm giác cái đội mình thích, cái thắng đội kia đó, cảm giác nó cho người ta sung sướng. Nhưng mà cái sung sướng này thật ra đó, nó là một cái sự sung sướng giả tạo. Nó là một khái niệm giả tạo. Mình tưởng chờ chúng tôi một chút. Thưa vị, chúng tôi có vị chút xíu không biết là anh Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng có mặt ở trước máy mà nghe được không? Nếu Hòa Thượng Tề Siêu có mặt trước mặt già. Nhưng mà Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Hoan Hỷ giảng giải rằng nói một cách cụ thể trong đời sống của một người tu á, mình làm sao mà mình gọi là sống viễn ly thực sự. Và điểm thứ hai là tại sao khi nói đến trời tự phá bảo á, thì ngài Xá Lợi Phất thì nói rằng vì đạo sư sống viễn ly và người đệ tử tùy hồng, tại sao mình sống viễn ly lại là một trong những cách mình thừa tự phá bảo. Xin kính thưa Hòa Thượng giảng rõ cái điểm này, cung thỉnh Hòa Thượng. Anh Nam Mô Bụt Thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tặng chúng đệ tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Đời sống viễn ly, chữ Nisarana, khó sống lắm, chứ không phải là dễ. Nếu như mà chúng ta biết được như thế nào gọi là sống viễn ly, thì tự nhiên là chúng ta sẽ hiểu được. Ở đây thưa quý vị, trong
sáu cái khuynh hướng của Bồ Tát Bodhisattva, thì Acchaya, tức là tướng, là Bồ Tát luôn luôn có cái khuynh hướng là vô tham. Ở luật pháp Acchaya khuynh hướng là vô sân, ở đồ sát Acchaya khuynh hướng vô si và vô há Acchaya khuynh hướng xuất gia Nekhamma Acchaya khuynh hướng viễn ly quy về các Acchaya, và cuối cùng là khuynh hướng xuất ly. Như vậy cái chữ xuất ly đó, Nisarana Acchaya, xuất ly đó như thế nào? Trước hết là chúng ta nói đến ba cái xuất ly giới, Nisaraniya Thatu, tức là Kama Năng Nisarana, xuất ly các dục. Sự xuất ly các dục ở đây là chỉ cho pháp ly tham dục, là định ở trong thiền sắc, sắc giới. Bởi vì câu nói sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp sanh. Một cái khác á, thì cái trường hợp này nói theo chú giải là cái sự xuất ly các dục, nói một cách tuyệt đối phải nói là tâm Anna hàm đạo, hay là đạo bất lai Anna gami mắc vô. Bởi vì thánh đạo này là tuyệt trừ dục án Kamaraga, cái đó mới thật sự là viễn ly các dục. Nhưng mà đối với các cái vị ẩn sĩ chân nhân, các vị chân nhân ẩn sĩ, thì trong lúc đó, những cái thời mà không có vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện, thì các vị chân nhân ẩn sĩ đó, các vị xuất ly các dục bằng cách là các vị tu tập chứng thiền sắc giới. Thứ hai gọi là xuất ly các sắc, rupa năng nisarana, là pháp ly tất cả sắc án, sắc tưởng. Đây là chỉ cho cái thiền vô sắc. Còn theo chú giải nói cái sự xuất ly các sắc, nói một cách tuyệt đối, đó là A-la-hán đạo, A-ra-hát-ta mắc vô, vì thánh đạo này tuyệt trừ sắc ái, vân vân. Sắc ái là rupa, raga. Và thứ ba là xuất ly các hành, Sankhata-sa-ni-sa-ra-nam, là pháp lìa cái sự hiện khởi của pháp vô vi. Thì nói theo chú giải sự xuất ly các hành ở đây là pháp đoạn diệt Virotha, mọi đoạn diệt mọi duyên khởi của pháp hữu vi, tức là niết bàn. Và đây cũng ám chỉ cho quả A La Hán, A Ra Hát Tắp Phá Lá, vì thánh quả này khởi lên thì niết bàn hiển lộ, hay là vị A La Hán viên tịch, thì cái đó là xuất ly các hành, là các pháp hữu vi nó không có hiện khởi. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó đó, thì chúng ta sẽ có được một cái sự thỏa thích hoan hỷ trong cái hạnh sống viễn ly, để rồi chúng ta xuất ly.
Ở đây thưa quý vị, chúng ta đã nói về cái sự xuất ly trước rồi đó, thì bây giờ chúng ta phải nói đến cái sự viễn ly. Chữ viễn ly là cái khuynh hướng thứ năm của vị Bồ Tát. À, xin lỗi quý vị, khi nãy chúng tôi nhầm. Chúng tôi nghe không kỹ, chúng tôi tưởng là Hòa Thượng Giác Đẳng hỏi chúng tôi về cái vấn đề xuất ly. Nhưng mà đến chừng xem kỹ lại thì ở đây là cái đời sống viễn ly. Đời sống viễn ly. Thế nào là sống viễn ly trong đời tu hành? Và tại sao Ngài Sariputta dạy rằng bậc đạo sư sống viễn ly và người tu học tuy sống viễn ly cái này chúng ta bỏ chữ tuy, người tu học viễn ly, bậc đạo sư sống viễn ly và người tu học viễn ly là thừa tự pháp. Và tự pháp tại sao vậy? Ở đây thưa quý vị, bởi vì Nisarana xuất ly mà hồi nãy chúng ta nói đó, nó là cái cứu cánh sau cùng của hạnh xuất ly, của hạnh viễn ly. Xuất ly là cứu cánh của hạnh viễn ly. Có viễn ly thì chúng ta mới xuất ly được. Và như thế nào gọi là sống viễn ly? Ở đây chúng ta có quý vị cả, chúng ta có ba cái quý vị cả. Một là kaya quý vị cá, tức là thân viễn ly. Cái truyền thống của bậc thánh là các ngài thích ẩn cư nơi thanh vắng. Ẩn cư nơi thanh vắng dưới gốc cây một khu rừng, dưới gốc cây một con nhà trống. Cái đó gọi là thân viễn ly, tức là xa lìa cái sự ồn ào tụ họp. Bởi vì khi mà tụ họp ồn ào, cái sự ồn ào là gai nhọn của thiền định. Và khi mà tụ họp lại đó, bậc thánh thì luôn luôn giữ một cái trạng thái im lặng cao thượng, tức là các ngài trú trong chánh niệm thiền. Còn hạng phàm phu đó, thì khi gặp nhau chúng ta quên trú chánh niệm, và hãy khi gặp nhau thì chúng ta cười nói hàn huyên tâm sự với những cái đề tài vô bổ vô ích, những cái đề tài khiến cho tâm bị phóng dật, khiến cho phiền não nó tăng trưởng. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta sống thân điển ly. Còn cái gọi là, còn thứ hai đó, gọi là tâm điển ly, chứ tâm vi vi cách. Đó là cái trạng thái thiền, thiền chứng. Khi một người viễn ly năm triền cái, tức là dục dục cái, sân độc cái, trào hố cái, hung thị cái, quậy đi cái, viễn
điển ly được năm thì cái đó chứng và trú, các thì sắc giới thì vô sắc giới, thì như vậy đây gọi là tâm điển ly. Cái điều này cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Tại sao đã nói thân điển ly rồi còn nói thêm với tâm điển ly thưa quý vị? Một người mà họ thích sống ở nơi thanh vắng, chưa hẳn người đó là cái tâm nó được vắng lặng. Nếu như người đó không có tu thiền thì sống ở nơi thanh vắng, mặc dù gọi là thân viễn ly, nhưng mà tâm người đó chưa được viễn ly. Khi mà người đó, các vị sa môn bà la môn đó sống ở nơi rú thanh vắng một mình, nhưng mà vẫn còn có những tư tưởng dục tham hay là sân hận, hoặc là hôn trầm thủy miên, tức là ngồi ngủ gục, hoặc là phóng dật trạo hối hay là hoài nghi, thì như vậy gọi là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Mà vị nào viễn ly được năm thiền cái, chứng và trú thiền, thì như vậy gọi là tâm viễn ly. Thứ ba, đó là sanh y viễn ly, upati viveko. Sanh y viễn ly ở đây đó tức là chỉ cho cái sự chứng đắc quả vị A-la-hán, niết bàn. Bởi vì sanh y ở đây tức là cái thân tái sanh sau khi chết. Một vị A-la-hán là một vị đã được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vị đó biết rõ sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Thì cái đó gọi là sanh y viễn ly. Thì khi mà chúng ta nói đến ba cái ý nghĩa của ba cái pháp viễn ly, thân viễn ly, tâm viễn ly và sanh y viễn ly, chúng ta thấy cái đời sống viễn ly nó cao quý biết dường nào. Và đó là một cái tiêu chí của đời sống ở tu tập, và đời sống của một bậc cao thượng đã giải thoát. Chúng ta còn phàm phu là chúng ta đang tìm, đang hướng đến cách sống viễn ly. Đối với bậc hữu học là những vị đã tìm thấy được cái vị ngọt của cái nếp sống viễn ly, và các ngài đang hoàn thành cái lộ trình để mà đạt đến ba sự viễn ly. Còn đối với bậc thánh A-la-hán như Đức Phật và chư vị thinh văn, thì các vị đó đã hoàn toàn sống viễn ly. Và khi mà tôn giả Sariputta ngày dạy trong cái bài kinh Thừa Tự Pháp đó, khi bậc đạo sư sống viễn ly và một vị đệ tử tu học cũng sống viễn ly, như vậy vị ấy là người thừa tự pháp. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây thưa quý vị, chỉ có cái nếp sống
thành tựu được cái nếp sống viễn ly như ba điều viễn ly mà tôi đã trình bày khi nãy, thì mới thật sự cái này là pháp do Đức Thế Tôn thuyết. Cốt lõi là ở chỗ đó, cốt lõi xa rắc, Đức Thế Tôn thuyết cốt lõi chỗ đó. Còn khi chúng ta nói thừa tự pháp đó, nó cũng có nhiều cấp độ. Giả dụ như bây giờ ở chùa nào đó, hay vị sư nào đó đi tìm thỉnh kinh sách về về, có tâm tạng có chú giải đầy đủ, đem cất vào tủ đó, khóa kín lại, khóa lại, không xem và cũng không cho người khác mượn xem, sợ nó hư sách đi, để chưng chơi vậy. Thì như vậy trường hợp này, người ta sẽ nghĩ rằng vị tỳ kheo ấy là vị thừa tự pháp, nhưng không phải. Cái đó vẫn là thừa tự tài vật. Bởi vì những quyển sách, những quyển kinh đó cũng là vật chất. Còn bây giờ nói thừa tự pháp, một vị mà thuyết pháp nhiều, nói nhiều kinh điển, cho người khác nghe, cái này cũng không gọi là thừa tự pháp. Vì sao vậy? Đức Phật đã dạy rằng, và hôm biết chê Sahi Tăng Pha Samano Na Tắc Cà Rô Hồ Tít Na Rô Và Bát Tô Gô Bô Quà Vô Gân Đại Dân Bà Rê Sáng Na Pha Gà Hoa Sa Mành Nhá Sa Hồ Tít. Dù nói nhiều kinh điển nhưng phóng vật không hành trì, như kẻ đến bỏ người không hưởng sa môn vị, không hưởng sa môn vị. Sa môn vị ở đây tức là bốn đạo quả: đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, tức là tu đồ quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Thì nếu mình nói nhiều kinh điển nhưng mà mình sống dễ vui, pamato, mình không có thực hành theo điều đó, takaro hô tí, takaro hô tí. Chữ takaro hô tí ở đây có nghĩa là tăng karo tí, karo tí tí, takaro. Tăng karo tí tí, takaro giải tự như thế đó có nghĩa là không thực hành theo cái điều mà mình nói. Thì như vậy trong trường hợp này, một vị nói nhiều kinh điển thì chỉ là xem như là khác hơn những vị xuất gia rồi mà không chịu học kinh điển và không chịu đi hoằn pháp, không chịu thuyết pháp thôi, khác hơn vị đó thôi. Nhưng mà so với các bậc thinh văn đệ tử của Đức Phật, các vị đệ tử của Đức Phật là những bậc hữu học và những bậc thánh vô học, thì chúng ta chưa phải là thật sự là cái người thừa tự pháp. Vì có đôi khi chúng ta nói, biết chúng ta nói đúng hay nói sai, có những cái đúng, có những cái chúng ta cũng suy diễn theo cái tư ý của mình, bởi vì chúng ta chưa đạt được thật sự là cái chánh tri kiến do thánh đạo thánh quả thành tựu. Chúng ta chưa đạt cái tri kiến của chúng ta chỉ là tri kiến phàm phu, do đó cho nên chúng ta chỉ là Padaparamabuddha, tức là cái người mà văn cú tối vi giả, là cái người chỉ giỏi về cái văn tự thôi, văn tự kinh điển, chứ chúng ta chưa có gì cả. Cho nên ở đây một cái tiêu chuẩn gọi là pháp đó, là cái đời sống phạm hạnh phải có ba cái điển liên đó. Cho nên hễ vị tỳ kheo nào
mà thành tựu được ba cái hạnh viễn ly đó, hoặc là đang tập để sống với ba hạnh viễn ly đó, thì vị đó tôn giả Sariputta ngài nói chính là người thừa tự pháp vậy. Thì chúng tôi xin có một vài điều để chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 1 vậy. Kính thỉnh và tự giác đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Câu trả lời vừa rồi, thế đây chúng sư huynh đi nghỉ khuya rồi, thế sư huynh đi nghỉ. Vì xin được lưu ý sư huynh là mặc dù mình bị Covid mình hết rồi đó, nhưng mà có nhiều người bị Covid vẫn còn có di chứng đôi khi nó khó chịu, thành ra dù hết rồi nhưng mà cố gắng tinh dưỡng. Sẽ mất ít lâu chúng ta mới thực sự trở lại bình thường phục hoàn toàn. Bây giờ thì xin được trở lại với thượng tọa Tế Chư Tôn. Xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ. Thượng tọa Tư Quyền ơi, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang có mặt trước máy, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ vâng. Dạ, xin quý thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ. Dạ vâng. Chúng ta tiếp tục phần còn lại thưa quý vị. Chúng tôi xin được nói thêm một ít về bài kinh ngày hôm nay. Thật ra thì câu chuyện thì nghe rất là đơn giản, là một vị tỳ kheo ni đệ tử Phật khi mà gặp ác ma muốn quấy phá thì nói lên những cái âm thanh vọng ở trong rừng. Nhưng mà nếu chúng ta sống ở trong rừng vắng mà tự nhiên có người nói như vậy mà yếu bóng vía, chắc chúng ta cũng thấy hốt hoảng. Nhưng mà đặc biệt là trong cái lời của tỳ kheo ni, vì tôn giả này thì ngài có nói được cái ý nghĩa. Dạ, ngài trải nghiệm được sự xuất ly bằng trí tuệ. Dạ, trải nghiệm sức tuệ. Trí tuệ ở đây chúng ta hiểu là tuệ giác. Dạ, tuệ giác thấy rõ. Về điểm này thưa quý vị, khi một người tu tập chánh niệm qua những cái bình thường chúng ta không có nhận ra. Thí dụ như sự việc xảy ra thế nào, mình ghi nhận như vậy mà mình không có bị dao động, không có bị phản ứng. Mới nói thì nghe không có gì an lạc hết, không có gì thú vị hết. Nhưng mà nếu chúng ta có khả năng để mà lắng lặng nhìn vào hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vô, biết hơi thở vô. Khi đi kinh hành, đi tới, đi lui, biết đi lui, vân vân, thì chúng ta chỉ lắng lặng quan sát mà không có phản ứng, không có bị dao động, chỉ lắng lặng quan sát thôi, thì ở đó có một cái niềm tịnh lạc, một cái niềm an lạc thực sự mà rất là khó để giải thích. Ở trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta thỉnh thoảng bị chi phối bởi cái tâm ganh ghét đố kỵ một ai đó, nếu mình nhìn thấy cho kỹ thì cái sự ganh ghét đố kỵ đó nó mang lại cho chúng ta nhiều cái khổ, nhiều cái phiền não. Và một khi chúng ta tu tập, chúng ta nhận ra nó mang lại chúng ta khổ phiền não đó, thì chúng ta sẽ
lắng lặng mà nhìn đó. Cái tâm ganh tị khởi lên, tâm đố kỵ khởi lên rồi nhìn đó. Và khi tự nó biến đi rồi đó, thì dần dà chúng ta sẽ tìm được một cái cảm nhận là một cái nội tâm an lạc. Khi mà ai nói gì bằng ai, ai làm gì bằng ai, ai ra sao bằng ai. Tại vì lúc cái tâm chúng ta bớt dao động, chúng ta còn phiền muộn, còn phản ứng, tức là chúng ta còn dao động. Và khi bớt dao động thì chúng ta mới nếm trải được cái hương vị của hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó tức là hạnh phúc của Viveka. Hay hoặc giả thưa quý vị, bây giờ người ta có cái nghiện gọi là nghiện điện thoại. Có nhiều người đi đâu á, mà hãy rảnh một chút thì họ lấy điện thoại ra để họ bấm, họ xem internet, xem Facebook và các mạng xã hội hay là cái message. Nó đã trở thành một chứng bệnh kinh niên của thời đại. Mà nhiều người trong chúng ta thì cảm thấy rằng đó là hạnh phúc. Chúng ta chưa thấy được cái hệ lụy của nó. Tưởng tượng là một người đàn ông có gia đình mà cứ tối ngày thích chăm chú đi chơi game trong điện thoại hay là chăm chú vào mạng xã hội, không có nhiều thời giờ để lo cho vợ, lo cho con, thì lâu ngày quý vị thấy sẽ thấy rằng nó có vấn đề. Hay, nhưng mà chúng ta quá nghiện Facebook, tối ngày lên Facebook tìm cái này cái kia mà không có thời giờ thanh thản để lắng lặng nhìn hơi thở ra vào. Để sống cũng với sở y, với sự lệ thuộc. Những lệ thuộc này, thoạt nhìn thì nó không có vấn đề gì. Không phải là cái chuyện kinh thiên. Địa bất thiên thời thống này, ai sống như vậy thì mình sống bị có sao đâu. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta khám phá ra rằng mình có cái lệ thuộc. Cái lệ thuộc đó chúng ta gọi là sở y hay là sanh y là upatthi. Không có đó thì khó chịu. Mới thoạt nhìn thì nó vô tội vạ, nó không có chuyện gì mà quan trọng để chúng ta phải để ý hết. Nhưng mà dần dà chúng ta để ý thấy rằng tất cả những sở y, tất cả những lệ thuộc, nó đều có những cái hệ lụy. Hệ lụy nhất định trong cuộc sống. Và do vậy, khi mà chúng ta thấy sở y hay là sự lệ thuộc mà nó có một cái ràng buộc, nó có sự dính mắc, thì chúng ta sẽ khám phá được ý nghĩa của chữ Viveka là đời sống viễn ly. Bởi vì nó là một cái nếp sinh hoạt của các ngôi chùa Phật giáo từ xưa cho đến nay, những cái tu viện lớn, tu viện tu tập đó. Một trong những điều đầu tiên là một người tu cần phải học sống với đời sống giản dị, yên tĩnh, không có rộn ràng. Khi mà chúng ta sống giản dị, yên tĩnh, không có rộn ràng đó, thì thời gian ban đầu mình cảm thấy trống trải, thời gian ban đầu mình cảm thấy khó chịu, bởi vì mình không quen với những thứ đó. Nhưng một khi mà chúng ta đã thích nghi được rồi, đã quen rồi, thì chúng ta sẽ thấy một cái lợi lạc rất lớn. Lợi lạc rất lớn. Khi mà tâm của chúng ta ở vào trong cái thế tương đối là ít dao động. Chúng ta nghe câu chuyện kỹ tử, kỹ sảnh nuôi gà đó. Nhà vua muốn kỹ sảnh nuôi gà đá. Hỏi kỹ sảnh về chứ, gà đá được chưa? Thì kỹ sảnh nó khoan, con gà còn hăng lắm. Nghe tiếng gái của gà khác ở xa là đã hăng máu rồi. Ít lâu sau nhà vua hỏi lại thì kỹ sảnh nói chưa. Bây giờ nghe tiếng gái thì nó không có phản ứng, nhưng mà thấy mặt thì nó muốn đá rồi. Không lâu sau đó thì nhà vua lại hỏi kỹ sảnh thì cảnh sảnh nó bây giờ được rồi. Tại con gà bây giờ nó đã thuần. Dù là nó có nghe tiếng gái hay nó thấy mặt con gà thì nó cũng không có hung hăng nó muốn đá. Thì như vậy nó đủ bản lãnh để nó đối diện với con gà. Đó là một câu chuyện thú vị. Cho chúng ta biết rằng tâm của chúng ta rất dễ bị động, rất dễ bị dao động và rất dễ bị lệ thuộc. Sự lệ thuộc này đó, nó rất cần sự tu tập viễn ly, cho phép chúng ta
có một không gian rộng hơn, có một cái thời gian tách rời ra khỏi cái gì vốn quen thuộc, với cái gì mà chúng ta vốn lệ thuộc vào ở trong cuộc sống. Nếu quý vị để ý, chúng ta có nhiều cái lệ thuộc lắm. Ví dụ như là cái nghiền của đi shopping, cái nghiền của theo dõi thời sự, cái nghiền của Facebook, của email. Chúng ta không có cái nghiền này, chúng ta đã là cái nghiền. Và những cái nghiền này nó đến trong đời sống mình dường như là vô tội vạ. Nó không có chuyện gì mà phải gọi là tội lỗi việc đó. Tuy nhiên, nó lại là một cái trở ngại cho đời sống, tại vì nó tạo thành một cái nếp. Và cái nếp đó nó không thể thay đổi. Chúng ta sẽ trở nên rất là khó chịu, cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy không thoải mái khi mà chúng ta không có những thứ mà chúng ta lệ thuộc. Thưa quý vị, ở trong chùa chúng tôi có một cái số những tác phẩm mà chúng tôi gọi là pháp ảnh lục. Những tác phẩm này là sự quan sát pháp ở trên một số những tác phẩm nghệ thuật. Ở trong đó có một cái biểu tượng, đó là một sự dây lồi tối hay sự dây xích. Dây lồi tối dùng để cột. Ngày xưa người ta muốn cột phạm nhân, ta cột bằng dây sắt, dây lồi tối. Nhưng mà cái dây lồi tối này đặc biệt là người ta thếp vàng lên. Cái dây lồi tối thếp vàng thì nó không có, nó không mang nghĩa gì hết. Ở trên đời này dây xích sắt hay dây lồi tối, không biết bây giờ, vì đâu có ai nói gì. Thì dây xích sắt này đó, nó chẳng có chuyện gì để thếp vàng hết. Nhưng mà ở trên thực tế trong đời sống của chúng ta, là chúng ta trân trọng nó, chúng ta sơn son thếp vàng, và chúng ta xem nó là, thậm chí xem nó là tài sản của mình, thậm chí chúng ta xem đó là cái gì mà chúng ta rất là nâng niu, mặc dù đó là cái gì cột chúng ta lại. Do vậy, các nhà tâm lý học, họ nói rằng có một món quà lớn của đời sống, một món quà rất là lợi lạc cho đời sống mà chúng ta nên dành cho chính mình, đó là thỉnh thoảng nên cho phép mình được đi xa, được sống một mình, được sống nơi thanh vắng, được sống với chính mình. Đó là một món quà rất là lợi lạc. Bởi vì sao? Cái đó nó không đòi hỏi gì nhiều, nó không đòi hỏi gì cả. Nó chỉ cần một cái nơi trống vắng, và ở nơi đó chúng ta có cái cơ hội để tìm hiểu với chính mình nhiều hơn, để tự thấy rằng mình đang lệ thuộc gì, và đồng thời mình khó chịu như thế nào khi mà mình không có những thứ đó. Và sau một thời gian sống xa rời, sống biển ly những thứ đó, đó thì chúng ta có tốt hơn hay không, chúng ta có an lạc hơn hay không. Giống như một người nghiện Facebook, gì cũng post lên Facebook, kể cả gì cũng post lên, nghiện như vậy rồi bây giờ không cho đụng tới Facebook nữa thì chắc chắn là có chuyện lớn đó. Nhưng mà thưa quý vị, đâu ai có thể sống mà phải có tất cả mọi thứ. Khi mà chúng ta nằm ở trên giường bệnh và sắp ra đi rời bỏ thế giới này, thì những gì mà gọi là sở y, những gì mà chúng ta bị tùy thuộc, những gì mà chúng ta vốn bám víu lâu nay, những thứ đó nó không còn đáp ứng nữa. Và coi chừng, lúc đó là chúng ta khó chịu vô cùng. Có vài lần chúng tôi nghe một người Phật tử bị đói tâm cả 2 tuần lễ, và vì một lý do sức khỏe mà vì nó phải thở bằng dưỡng khí, mang những cái monitor pad ở trên người, thì vị này mới nói rằng lúc đó con người mình nó cảm thấy nó khó chịu lắm. Bởi vì thói quen hàng ngày là buổi sáng uống trà cà phê, rồi xem tin tức, rồi nói chuyện, rồi thỉnh thoảng đi đánh tennis, rồi thỉnh thoảng đi ra nhà hàng ăn cái này kia. Bây giờ mình nằm ở, mình cảm thấy bất lực hoàn toàn, mình không có những thứ đó, thì bắt đầu cái tâm lý nó xáo trộn ghê lắm. Dạ, xáo trộn ghê. Nhưng mà rồi lại được người vợ đó lại
hướng dẫn cái khả năng để làm cho tâm an tịnh mà không có điều kiện, thì tự nhiên bị Phật tử đó sau này hết bệnh rồi, xuất viện rồi thì về kể là chúng tôi nghe là vì đó bây giờ mới thấy cái giá trị của Phật pháp. Về vị đó nói một câu đó chúng tôi nghĩ rằng ít có người nói lắm. Vì nói rằng có bệnh một chuyến rồi thì mới thấy rằng từ trước tới giờ bao nhiêu năm đi chùa, bao nhiêu năm nghe pháp, bao nhiêu năm tụng kinh, nó không bằng cái giá trị của một sự ý thức rằng mình còn lệ thuộc rất là nhiều và mình sẽ rất là xáo trộn về tâm lý nếu mình không có những thứ mà chúng thói quen. Cái tâm sự của người đó cũng là cái trạng huống chung của tất cả chúng ta. Mỗi người trong chúng ta tự tạo ra một cảnh giới và chúng ta cảm thấy tự tại, cảm thấy thoải mái trong cảnh giới đó, giống như con cá không có nước. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng cái tâm của chúng ta có những lúc nó tách biệt khỏi cái môi, thì nó giống như con cá của nước, nó bùng vẫy, thì tâm của chúng ta cũng vậy. Tâm của chúng ta sẽ rất rất là khổ sở khi mà mình không có những cái cảnh giới quen thuộc. Nên của sự tu tập là cho phép chúng ta rút khỏi những cái môi trường thuộc, và để sống với chánh, sống với cái ý thuộc. Cái sự khác biệt giữa cái upathí và sự tách biệt của upathí là một cái người có lệ thuộc và một người không có lệ thuộc. Như trường hợp là bây giờ đối với một người đang nghiện cần sa ma túy, mà đối với họ rằng có một thứ hạnh phúc của không nghiện cần sa ma túy, đôi khi họ không hiểu được. Cái à, bây giờ mình không còn nghiện nữa, là một thứ gì xích sắc mà chúng ta nên phép vàng, nên tôn vinh nó, mà nghĩ gặp à, nó là một cái gì đó luôn luôn giúp chúng, luôn luôn khiến chúng ta bị chao đảo, bị đau khổ, bị khổ sở. Trong bài kinh ngày hôm nay, thưa quý vị, một vị Tỳ kheo ni đi vào rừng sâu để có những cái thời gian sống thanh vắng, và ác ma đã nói với vị Tỳ kheo ni đó, một vị thánh ni, là không có cái gọi là xuất ly ở đời, thì sống biển ly để làm gì? Thì vị Tỳ kheo ni đó lại nói cho ác ma biết rằng những cái dục lạc của trần gian á, nó giống như là năm, giống như cái thớt để chém đầu trên đoạn đầu đài. Ngày xưa thì người cha, người ta có cái chỗ mà ở trên đoạn đầu đài mà để xử tử phạm nhân đó, họ có một cái thớt bằng gỗ rất là dày, phạm nhân sẽ đặt cái đầu đó họ chém đi. Thì ý thức được rằng dục lạc như là gươm giáo và cái thân năm quận của chúng ta như là cái tấm thớt trên ngọn đầu đài đó. Cái thí dụ đó đơn giản để chúng ta hiểu và để chúng ta chấp nhận. Nhưng một khi nào đó mà chúng ta trải qua những đau khổ, đau khổ vì không có, đau khổ vì lệ thuộc, đau khổ vì vật vã đối với nó, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy rằng quả thực mấy thứ này nó có hiểm họa. Quý Phật tử thấy trong cuộc sống này chứ, mà quý vị có con cái nó thích đi chơi đêm, quý vị nhắc cho nó rằng đi chơi đêm coi chừng nó có những nguy hiểm, thật ra rất khó thuyết phục thứ gì. Hay là một người họ rất là thích làm việc trong cộng đồng, giữ chức vụ này giữ chức vụ kia, được xưng là chủ tịch, được xưng là tổng thư ký, hay là ở trong cái chỗ tranh danh đoạt lợi, họ muốn hơn theo từng lời từng chút, mà bảo rằng những thứ đó làm cho họ khổ, không thấy khổ đâu, họ thấy sung sướng, họ cảm thấy tự hào, họ cảm thấy hào hứng, họ cảm thấy hãnh diện. Nhưng mà rồi sẽ có lúc họ cảm thấy đau khổ. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta mang cái thân này, Đức Phật gọi là cái thân là khổ bệnh tật, và thọ tưởng hành thức, thưa quý vị, nó chứa đầy những hiểm họa. Nhưng mà chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ thấy một điều là mình không có nó thì không được, phải có thì mới hạnh phúc,
có thì mới thật sự là cảm thấy quan hỷ. Mình có mình rất là hãnh diện là mình có cái đó. Bây giờ mà trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta bảo rằng sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tưởng hành thức, là cái gì đó mà chúng ta không nên chấp thủ, thì mình cảm thấy rằng ồ, mấy cái chuyện đó nói thì nói vậy thôi, kinh điển thì nói như vậy, nói cho có nói về cao siêu, nhưng mà thật ra làm sao mình sống mà mình thiếu sắc thọ tưởng hành thức được. Thành ra sắc thọ tưởng hành thức là của ta, là tự ngã của ta. Và Đức Phật nghe rằng cái nhận thức đó là nhận thức không đúng theo chân tướng. Bởi vì nếu quẩn là của ta thì chúng ta có thể biểu nó như thế này và đừng thế kia, đừng như thế kia. Nhưng bởi vì các quẩn không là của ta nên mình phải nói rằng các quẩn nên như thế này và đừng như thế kia. Cái nhận thức về cái tính kết quyển hoặc, cái sự đau khổ, cái hệ lụy ở trong sự chấp thủ đó, nó đòi hỏi cái mà cái quay chúng ta không có đủ để thấy, không đủ để lãnh hội, không đủ để cảm nhận. Thì thưa quý vị, bài học ngày hôm nay nếu có một điều gì đó đáng để cho chúng ta nhớ, chúng ta nhắc là chúng ta là người học Phật pháp, ở trong cuộc đời cũng nên có một lần, ít nhất là một lần được đi và được sống một mình. Sống nhiều ngày như trong một khóa thiền chẳng hạn. Ở trong nhiều ngày đó, trong 10 ngày đó, chúng ta không phải bận tâm lo chuyện nhà, cửa, vợ chồng, con cái. Chúng ta còn phân cần phải lo cái chuyện tranh danh đoạt lợi. Không có phân cần, không cần phải bận tâm cái chuyện ta là ai, của ai. Sống một mình, cho mình sống một mình, tức là cho một món quà, một trong những món quà lớn nhất của cuộc sống. Nếu chúng ta thử cảm nhận, cho phép mình như vậy, thì chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng rất là to lớn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Trường Chi Tôn Đức đã vào Room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ, và vị giảng sư ngày mai là Thượng Tọa Pháp Đăng. Xin hẹn gặp lại tất cả. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Sa thú lành thay. Xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa chi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thank you.